Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học hóa chính ở chương 1 các loại hợp chất vô cơ với chủ đề oxide. Nội dung chính ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất hóa học của oxide và khái quát về sự phân loại oxide. Các em quan sát hình. Hình này nhắc lại cho chúng ta thí nghiệm về CaO tác dụng với nước để tạo thành ClOH 2 lần. Khi chúng ta cho thêm nhiều nước vào thì lớp chất rắn CaOH 2 lần sẽ lắng xuống đáy ống nghiệm và phần trên đó là dung dịch ClOH 2 lần. Hình vẽ này nhắc lại cho chúng ta tính chất thứ nhất của basic oxide, đó là tác dụng với nước. Ở tính chất này các em nhớ là chỉ có những basic oxide tan mới có thể tác dụng với nước. Vậy chúng ta sẽ hiểu là những basic oxide không tan như là các oxide của đồng, kẽm, chì, vân vân sẽ không tác dụng với nước. Bằng thực nghiệm, người ta thấy khi cho các oxide vào nước mà chúng tan ra hoặc là nhúng với quỳ tím vào thấy nó hóa xanh thì đó là những basic oxide tác dụng được với nước. Theo lý thuyết thì chúng ta có những basic oxide tan sau: K2O, CaO, Na2O, BaO, Li2O, vân vân. Và câu nhắc của mình là khi cát nàng bán ly. Các basic oxide còn có thể tác dụng với acid. Ví dụ CuO có thể tác dụng với dung dịch HCl. Các em có thể lên mạng để tìm các clip, các video về phản ứng của CO với HCl để xem hiện tượng cho rõ nhé. Khi cho CO vào dung dịch HCl, chúng ta sẽ thấy chất rắn màu đen tan dần và dung dịch chuyển sang màu xanh. Dung dịch màu xanh đó chính là dung dịch của muối COCl2 tạo thành. Bây giờ thầy sẽ chỉ các em cách viết sản phẩm. Khi CO tác dụng với HCl, các em quan sát màu trong phản ứng. CO đã đổi chỗ với H để liên kết với Cl tạo sản phẩm. CO hóa trị 2, Cl hóa trị 1. Các em đơn giản hóa trị 2 với 1 không đơn giản được, sau đó đưa chéo xuống. Khi viết công thức hóa học thì chúng ta nhớ đơn giản hóa trị rồi đưa chéo xuống. Phải đơn giản hóa trị trước nha. Chỉ số 2 xuất hiện ở Cl. Thầy đã cố tình dùng nó cùng màu với hóa trị 2 bên đây. Một là mã đưa xuống CO, chỉ số là 1 chúng ta không viết. Do đó công thức của chất thứ nhất là COCl2. Đây là sản phẩm thứ nhất thuộc loại muối. H đổi chỗ với CO, vậy nó sẽ liên kết với O mà nó tạo thành H2O. Đây là sản phẩm thứ hai. Vì vậy khi CO tác dụng HCl sẽ tạo COCl2 và H2O. Sau đó các em nhớ cân bằng. Và tất cả các basic oxide đều tác dụng được với acid để tạo muối với nước. Từ đó chúng ta rút ra kết luận, hay còn gọi là nguyên tắc phản ứng. Basic oxide tác dụng acid tạo thành muối và nước. Với acid tác dụng được, vậy với các acidic oxide thì một số basic oxide cũng tác dụng được. Ví dụ, BaO tác dụng CO2 sẽ tạo BaCO3. Các em quan sát các chất tham gia, không có nguyên tố H, vì vậy sản phẩm không có H2O hoặc không có H2 đâu nha. Thầy thấy có nhiều bạn viết phản ứng rất là tùm lum, muốn thêm cái gì thì thêm. Nhưng các em phải nhớ, nguyên tố không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ chất này sang chất khác. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách viết công thức của sản phẩm BaCO3. Chúng ta sẽ lấy kim loại trong basic oxide là Ba, ghép với gốc acid của acidic oxide phản ứng, tức là CO2 là acidic oxide phản ứng. Khi phản ứng xong, nó sẽ tạo thành gốc acid CO3. Gốc này có hóa trị 2, Ba có hóa trị 2. Đơn giản hóa trị 2 với 2 đơn giản mất, như vậy chúng ta không còn để đưa chéo xuống nữa.
công thức của nó là BACOA. Các em hiểu cách tạo sản phẩm không? Chú ý cách chuyển đổi từ acidic oxide thành gốc acid nha. Và chỉ có những basic oxide tan mới có thể tác dụng với acidic oxide để tạo muối. Bây giờ chúng ta sẽ rèn luyện 6 phản ứng. Khi thầy hướng dẫn cách viết phương trình hóa học, chúng ta có 3 bước để viết được một phương trình hóa học chính xác. Đó là bước thứ nhất, phân loại chất. Bước thứ hai, các em tìm nguyên tắc phản ứng, tức là cái phần kết luận lúc nãy. Sau đó sẽ viết phương trình hóa học theo nguyên tắc phản ứng vừa tìm. Thầy nói rõ hơn như thế nào là phân loại chất. Phân loại chất là các em xác định đề bài cho chất đó là loại chất gì, là oxide, acidic oxide hay là basic oxide, base, acid, muối, vân vân. Và tìm nguyên tắc theo đúng cái loại chất mà đề cho. Sau khi chúng ta đã biết được 3 bước này rồi, thì cần nhớ trong một phương trình hóa học sẽ có những phần nào. Trong một phương trình hóa học có 3 phần chính. Quan trọng nhất là công thức hóa học, bởi vì nó biểu diễn cho chất. Nếu công thức hóa học sai thì toàn bộ phương trình hóa học của các em sẽ bị sai và không được tính điểm. Sau khi có công thức hóa học đúng, chúng ta tiến hành cân bằng. Và tiếp theo ghi điều kiện phản ứng, nếu phản ứng đó có điều kiện phản ứng. Như vậy, các em sẽ không hỏi lại thầy cô khi giảng dạy trên lớp là: cô ơi, thầy ơi, có cân bằng không? Có cân bằng không thầy? Có cân bằng không? Có không? Có. Luôn luôn viết phương trình hóa học là có cân bằng đó nha. Không hỏi cái vụ này lại nha. Từ bây giờ cho tới khi học hết đại học còn dính tới môn hóa, mà cứ viết phương trình hóa học là nhớ cân bằng cho thầy. Ok. Nào chúng ta bắt đầu. Nhìn 6 phản ứng, các em sẽ thấy phản ứng 1, 2 thầy để chung một nhóm màu. Phản ứng 3, 4 chung một nhóm. Và phản ứng 5, 6 chung một nhóm. Phản ứng 1, 2 chúng ta bắt đầu phân loại chất. Na2O là basic oxide, tác dụng với nước. Tìm nguyên tắc phản ứng. Basic oxide tác dụng với nước tạo thành gì nhỉ? Tạo thành base. Phản ứng 2, BaO cũng thuộc basic oxide, tác dụng với nước. Về nguyên tắc, basic oxide tác dụng nước cũng tạo thành base. Chúng ta bắt đầu viết phương trình phản ứng theo nguyên tắc. Vậy đầu tiên cần phải tìm công thức hóa học của đúng, của chất. Na2O tác dụng với nước thì cái công thức hóa học tạo thành sẽ là gì? Mình biết lúc nãy là nó tạo base, mà base thì có đặc điểm gì trong công thức ta? Đúng rồi, nó phải có nhóm OH đứng cuối. Viết nhóm OH trước. Bây giờ đem cái gì qua đây? Chỉ còn một nguyên tố chưa xuất hiện. Đó là nguyên tố nào? Nguyên tố Na, natri, BOH ghép với NOH. Nhớ chú ý hóa trị để viết công thức đúng. Na hóa trị 1, OH hóa trị 1. Do đó công thức sản phẩm là NaOH. Rồi sau đó làm gì nữa? Cân bằng. Tiến hành cân bằng. Phản ứng này không có điều kiện nên không cần thêm điều kiện vô. Tương tự như vậy các bạn sẽ giải quyết được bài 3, bài 4. Câu 3, câu 4 là nguyên tắc của phần 1B. Basic oxide tác dụng với acid. Và câu 5, câu 6 là basic oxide tác dụng với acidic oxide. Acidic oxide. Các em rèn luyện 6 phản ứng này nhé. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu tính chất hóa học của acidic oxide. Tính chất thứ nhất là tác dụng được với nước. Tính chất này chúng ta đã được học ở lớp 8. Các acidic oxide tác dụng với nước sẽ tạo acid. Và chỉ những acidic oxide tan mới tác dụng được với nước nha. Nhớ là trừ HeO2, bởi vì acidic oxide này không tan trong nước. Ví dụ P2O5 tác dụng với nước sẽ tạo H3PO4. Ủa sao hay vậy ta? Sao biết giết được H3PO4? Chúng ta lại tiếp tục quan sát sự chuyển đổi của acidic oxide thành gốc acid.
P2O5 sẽ chuyển thành gốc PO4. Ủa sao biết hay vậy? Lấy sách giáo khoa lớp 9 ra, trang 170, có bảng tính tan đấy. Em nhìn cái cột đầu tiên, từ trái qua phải, cột đầu tiên, nhóm hydroxit và gốc axit. Sách vẫn viết theo từ cũ. Nhìn xuống cuối cùng, góc bên trái dưới cùng, em thấy góc PO4 không? Nó giống cái kiểu P2O5 nè, có P có O thì nó sẽ chuyển thành góc PO4. Giống như em xem xuống dưới cái B nha. CO2 vậy nó sẽ chuyển thành góc gì? Cũng nhìn vô bảng tính tan trang 170, nhìn lên. Nhìn từ dưới nhìn lên, hàng thứ 3 nó chuyển thành góc CO3. Nó cũng có C với O thôi. Các em tập dùng bảng tính tan để chuyển đổi từ acidic oxide sang gốc oxide, gốc acid nhé. Trở lại phần 2A, để P2O5 tác dụng với nước, nó sẽ tạo thành H3PO4. Vì P2O5 chuyển thành gốc PO4 hóa trị 3, còn nguyên tố hydro sẽ ghép vào để tạo thành acid H hóa trị 1 có PO4 hóa trị 3, nên công thức của nó sẽ là H3PO4. Có công thức hóa học rồi làm gì nữa ta? Phải cân bằng. Và phản ứng này xảy ra theo nguyên tắc acidic oxide tác dụng với nước tạo thành acid. Các acidic oxide tác dụng được với base tan sang phần B nhỏ. Ví dụ, ở lớp 8 chúng ta biết là khí CO2 làm đục nước vôi trong. Nước vôi trong chính là dung dịch CaOH2 lần đó mấy em. Phản ứng xảy ra như sau: CaOH2 lần tác dụng CO2 tạo thành CaCO3 và nước. Vậy làm sao viết được cái CaCO3 này? Cố gắng suy nghĩ thử nha. Giờ thì để cho các em tự suy nghĩ nha. Nó dựa trên nguyên tắc phản ứng acidic oxide tác dụng với base tan tạo muối với nước. Gợi ý để suy nghĩ nè. Muối là do kim loại liên kết với gốc axit. Muối là hợp chất mà phân tử gồm có nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit. Và dĩ nhiên khi viết công thức hóa học là các em phải nhớ hóa trị. Tính chất cuối cùng của acidic oxide là nó có thể tác dụng với các basic oxide tan. Chỉ có những basic oxide tan mới tác dụng với acidic oxide. Phần này thầy đã được hướng dẫn ở tính chất thứ nhất của basic oxide nên chúng ta không nói lại nhé. Các em quan sát, suy nghĩ để tìm hiểu. Rồi, để xem chúng ta hiểu được tính chất của acidic oxide như thế nào thì các em sẽ tiến hành viết 6 phản ứng trên, 6 phản ứng dưới đây. Nhớ khi viết phương trình hóa học thì cần tiến hành 3 bước nào ta? Quên thì chuyển lại xem nha. Rồi, chúng ta sẽ phân loại chất. Phản ứng thứ nhất, SO2 là acidic oxide tác dụng với nước. Rồi, tìm nguyên tắc phản ứng, nó sẽ tạo thành acid. Rồi bắt đầu viết, tìm công thức của acid này, chuyển đổi SO2 nó thành gốc nào. Nhìn như bảng tính tan có hai cái gốc chia S với O là SO3 với SO4. Vậy giờ thêm nó chuyển gốc nào? Nó chỉ tăng một nguyên tử oxy thôi, nó chuyển thành gốc SO3. SO2 sẽ chuyển thành gốc SO3 hóa trị 2. Rồi ghép H vô đứng đầu để tạo công thức của axit. H hóa trị 1, SO3 hóa trị 2. Vậy nó sẽ ra là H2SO3 ở phần thứ nhất. Tương tự như vậy, các bạn sẽ phân loại, tìm nguyên tắc phản ứng và viết phương trình hóa học các phần còn lại nhé. Để cho dễ dàng trong việc nghiên cứu thì người ta sẽ tiến hành phân loại các oxide. Và các oxide này sẽ phân thành 4 loại chính. Các em tìm hiểu thêm trong sách giáo khoa ở trang 5 nhé. Đó là basic oxide, là những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo muối và nước. Tức là base thì tác dụng với acid, ngược lại acid tác dụng với base. Loại thứ hai là acidic oxide,
là những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. Loại thứ ba là những oxide lưỡng tính, là những oxide tác dụng được với cả base và acid để tạo muối và nước. Ví dụ như nhôm, kẽm, vân vân. Lưỡng tính là em nhớ những cái nào nó dẻo dẻo quá, như nhôm, kẽm, chì ha. Và loại thứ tư là cái loại không có tác dụng với acid cũng không tác dụng với base, người ta gọi nó là oxide trung tính, hay còn gọi là các oxide không tạo muối, là nó không tác dụng với acid, không tác dụng với base, cũng không tác dụng với nước. Ví dụ như NOCO, cái này dễ nhớ nè, không tác dụng acid, không tác dụng với base, không tác dụng với nước là no có, viết tắt của chữ NO và CO. Hai cái oxit đó là cơ bản nha, cơ bản của nhóm oxide trung tính. Rồi về nhà các em sẽ hoàn thành các phản ứng ở bài 1 theo những gì thầy đã hướng dẫn. Tiếp tục làm bài tập số 2, khó hơn tí thôi. Nhìn vô nó loang sang ngầu lên vậy, nhưng vẫn tiến hành theo những gì nãy giờ thầy đã dạy, tức là vẫn phân loại chất, tìm nguyên tắc phản ứng, rồi mới bắt đầu viết phương trình hóa học theo cái nguyên tắc mình vừa tìm. Khi viết phương trình nhớ tìm công thức hóa học cho đúng. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ thầy viết, thầy hướng dẫn nha. Ví dụ câu D. Cái chất gì đó tác dụng HCl tạo HCl3 cộng với chất gì đó. Rồi lấy tờ giấy ra ghi HCl là acid, FCl3 là gì? Là muối. Sao mình biết nó là muối? Nhìn vô bảng tính tan. Bảng tính tan trang 170 là bảng tính tan trong nước của các acid, base, muối. Acid là những hợp chất có H đứng đầu, base là OH đứng cuối. Như vậy chừa chữ H với chữ OH ra, thì khi các kim loại nó ghép với các gốc acid còn lại, nó sẽ tạo muối. Bạn nhìn những bảng tính tan tới Fe nè, có Fe ở cái hàng đầu tiên từ trên xuống, hàng thứ nhì xin lỗi, từ trên xuống có Fe. Sau đó thấy gốc Cl bên đây, vậy nó là kim loại ghép với gốc acid, nó chính là muối đó em. Vậy chúng ta tìm nguyên tắc phản ứng từ acid mà tạo muối thì mình dùng cái gì? Mình sẽ dùng basic oxide. Lưu ý trường hợp này FeCl3 là Fe hóa trị mấy ta? Nhìn như bảng tính tan thấy Cl hóa trị 1, vậy Fe hóa trị mấy? Làm sao tính hóa trị ha? Nhớ không? Các học sinh thân yêu của thầy Lữ đâu rồi? Cái câu tính hóa trị là gì? Nhân dọc chia ngang. Vậy lấy một la mã của Cl nhân với số 3 ra 3, chia với 1 Fe nó sẽ ra 3, sắt ở đây hóa trị 3. Vậy B qua bên chất tham gia, sắt vẫn là hóa trị 3. Tức là viết Fe rồi gắn O vô, Fe hóa trị 3, O hóa trị 2, vậy nó sẽ ra Fe2O3 cộng HCl tại FeCl3 cộng dấu hỏi cuối cùng là H2O. Bởi vì basic oxide tác dụng acid sẽ tạo muối và nước. Sau đó làm gì nữa? Khi có công thức rồi thì làm gì? Sẽ cân bằng phản ứng. Rồi tương tự các em sẽ làm được bài tập này, không quá khó khăn nha. Bài 4, bài 3, bài 4, bài 5 suy nghĩ giải. Rồi chúc các bạn hoàn thành tốt phần bài tập. Tạm biệt tất cả.